Bài tập về nhà của buổi số 2 là các bạn sẽ model ra một cái chiếc bàn làm việc ha. Thì thầy có yêu cầu là trên chiếc bàn làm việc đó nó sẽ có tối thiểu là 5 món đồ công nghệ cao. Ở ví dụ như là điện thoại, laptop, đồ sạc pin gì đó. Thì đây là một trong những cái mà các bạn có thể lấy để reference này ha. Tối thiểu là 5 món, còn các bạn làm hơn thì nó sẽ tốt hơn ha và thầy có thêm một cái yêu cầu nữa đó là các bạn về coi trước cho thầy cái phần uh, hướng dẫn áp nhiều chất liệu lên trên cùng một vật thể ở buổi số 4 trước để làm cho cái bài của mình nó có nhiều chất liệu đẹp ok chưa áp chất liệu lên luôn ha các bạn à, trong quá trình mà các bạn làm bài tập đó mà có thắc mắc gì đó cần hỗ trợ đó thì các bạn nhớ là uh, chat lên trên cái phần discord ha để bộ phận trò giảng sẽ hỗ trợ mình các cái kỹ thuật cần thiết rồi ok ha thầy chúc các bạn thành công ở buổi hôm sau thì các bạn sẽ nghiên cứu về một số cái phần mở rộng thêm của việc model các cái lệnh phối hợp đó là những cái vấn đề cực kỳ quan trọng mà khiến cho mình phải đi học đó các bạn nên là các bạn cố gắng đi học đầy đủ nha thầy chào tạm biệt các bạn